Xin kính chào tất cả quý khách hàng, các cô chú và các anh chị em đến với kênh Hồng Thanh Hàng Thùng. Em xin kính chúc tất cả quý khách hàng có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Các chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0832625789 để em Thanh tư vấn và gửi hàng cho mọi người. Hôm nay thì em Thanh sẽ lên các mã áo sơ mi siêu VIP các anh chú ạ, có rất là nhiều thương hiệu lớn mà em nghĩ là kể cả như bản thân em trong suốt quá trình bán đồ si của em ấy thì cũng khó gặp được một con thứ hai như thế luôn. Và tất cả các đơn hàng ngày hôm nay thì em Thanh sẽ miễn phí ship ra hàng toàn quốc khi anh chú mình đặt hàng và nhận hàng. Còn trong trường hợp anh chú mình đặt hàng nhưng vì một lý do mình không nhận thì vui lòng thanh toán phí ship giúp em là 30 ngàn nhá. Và không để các anh chị cô chú chờ đợi lâu, em Thanh đi vào chi tiết sản phẩm của ngày hôm nay. Hôm nay thì em Thanh sẽ lên là mã V các anh chú ạ. Đầu tiên mã V1. Mã V1, vai 49, bụng 62 và dài 75. Vai 49, bụng 62 và dài 75 ạ. Một em chất gió dù mỏng nhẹ tênh tành luôn anh chú ạ. Và nền của nó thì là màu ghi sáng này, sẽ có họa tiết là màu trắng anh chú nhá. Con này thì là áo của Hàn, cực kỳ xịn sò luôn. Chất của nó mỏng nhẹ cực kỳ anh chú ạ. Nó sẽ thiết kế tất cả các phần cúc của nó đây. Nó sẽ là cúc kim loại nhá. Và phía trước ngực nó sẽ thiết kế có một cái túi ngực này và có kéo khóa. Con này mặc rất là nhẹ. Và đặc biệt ạ, đặc biệt ở em áo này nó sẽ là thiết kế cái phần lưng mở như thế này. Đó, phía bên trong nó lót là một lớp lưới các anh chú nhá. Khi các anh chú mình vận động ấy thì nó rất là thoáng, nó không bị bí mồ hôi. Với cái chất vải này thì nó vô cùng thoáng mát anh chú ạ. Các anh chú mình mặc áo này mình có thể đi chơi golf, mình có thể đi du lịch, đó, đi làm đều rất là đẹp, lịch sự. Con này thì siêu VIP của ngày hôm nay, áo của Hàn các anh chú nhá. Mã V1 ạ, vai 49, bụng 62 và dài 75. Vạt của nó sẽ thiết kế là vạt ngang các anh chú ạ. Rất là đẹp, mỏng, nhẹ, vô cùng. Một cái sờ cái chất của nó đã biết là xịn rồi các anh chú ạ. Mã V1 nhá, con này giá 500.000 anh nhá chú ạ. Một em hiệu Cova, siêu đẹp luôn. Đây tag mark còn mới, rất là mới các anh chú nhá. Áo của Hàn này, đó, chất nhẹ mát vô cùng. Mã V1, vai 49, bụng 62 và dài 75 ạ. Giá là 500.000 anh nhá chú nhá. Con này nó sẽ thiên hướng đến cái phong cách là độc lạ và phong cách trẻ trung các anh nhá chú ạ. Đó, các anh chú mặc thì mình sẽ kết hợp có thể là quần sọt này, quần túi hộp hoặc là quần jean đều rất là đẹp, dễ mặc các anh chú ơi. Mã V1, vai 49, bụng 62 và dài 75, giá 500 ạ, siêu đẹp. Em Thanh lên mã V2 ạ, một em áo sơ mi kẻ, vai 48, bụng 61 và dài 76. Vai 48, bụng 61 và dài 76 nhá, em này sẽ thiết kế vạt nó hơi lượn. Chất vải 100% cút tông, cực kỳ thoáng mát các anh chú ạ. Rất là thoáng mát luôn và nó sẽ là thiết kế này, màu trắng, kẻ trắng này, kẻ xanh và kẻ vàng các anh chú nhá. Áo sẽ thiết kế có túi ngực các anh chú ạ. Cái form này thì nó rất là dễ mặc và nó là chất 100% cốt tông, mặc cực kỳ thoáng luôn, vô cùng trẻ trung. Mã V2, vai 48, bụng 61 và dài 76 ạ, giá 300.000. Giá 300.000 các anh chú ạ, mã V2. Em này là áo của Nhật các anh chú ạ, hiệu Top Value. Hiệu Top Value anh chú nhá. Đường may của nó đây, cực kỳ đẹp đấy ạ. Mã V2, vai 48, bụng 61 và dài 76 ạ, giá 300. Em lên mã V3, một em áo họa tiết, màu rất là nhẹ nhàng, mã V3. Vai 48, bụng 54 và dài 75. Vai 48, bụng 54 và dài 75 ạ, với tông màu họa tiết của nó đây, cực kỳ nhẹ nhàng nhá, có màu ghi này, màu nâu rồi màu vàng, nó kiểu là lốc xoáy, họa tiết lốc xoáy các anh chú ạ. Cái phần cúc của nó đây, nó cũng là thiết kế có họa tiết các anh chú nhá. Áo thì là áo này là của Hawaii các anh chú ạ. Một con áo Hawaii, áo thiết kế có một túi ngực này. Và vạt của nó thì sẽ là thiết kế vạt lượn và vạt sau thì dài hơn vạt trước các anh chú ạ. Chất vải là 100% cốt tông, mặc sẽ cực kỳ thoáng mát luôn. Mã V3, vai 48, bụng 54 và dài 75. Vạt đằng sau nó là vạt dài 75, còn vạt trước thì cỡ khoảng tầm 70 các anh chú ạ. Mã V3, vai 48, bụng 54 và dài 75 nhá, giá 300.000. Màu siêu đẹp luôn, với một em áo họa tiết mà màu nó nhã nhặn như thế này, mã V3. Em Thanh lên mã V4 ạ. Mã V4 này. Vai 48, bụng 56 và dài 74. Vai 48, bụng 56 và dài 74 các anh chú ạ. Con này cũng là hàng của Nhật, chất vải là 100% cốt tông nhá. Hiệu Mark Hope. Đó, cái phần này nó thiết kế là kiểu vải nhăn các anh chú, tông màu siêu sang và đẹp này. Rất là trẻ và sang, áo có túi ngực các anh chú ạ. Cổ nó sẽ là có cài cúc nhá. Chất của nó siêu siêu mát luôn, tông màu của nó này, những tông màu này mặc cực kỳ tôn da và là trông nó trẻ trung với các anh chú. Mã V4 á, vai 48, bụng 56 và dài 74. Mã V4 á, vai 48, bụng 56 và dài 74 các anh chú ạ.
Vạt của nó sẽ thiết kế là vạt nó hơi lượn một xíu này, và vạt sau nó cũng dài hơn vạt trước anh nhá chú nhá. Con này thì mặc siêu mát luôn ý, màu nó rất là đẹp, giá 300.000, mã V4, vai 48, bụng 56 và dài 74. Em lên mã V5. Mã V5 một em áo họa tiết màu sắc màu xanh và màu ghi các nhá chú ạ. Mã V5, vai 49, bụng 58 và dài 75. Vạt của nó sẽ thiết kế là vạt ngang, chất của nó sẽ kiểu chất lụa các nhá chú ạ. Hiệu Raika, một em áo hàng của Nhật các nhá chú ơi. Đó, 100% là lụa nhá. Màu sắc rất là đẹp như thế này. Áo sẽ thiết kế có túi ngực này và có cài cúc đây ạ. Đó, cái phần cổ của nó các nhá chú ơi, nó sẽ có cúc cài lên thế này, hoặc các nhá chú mình có thể mở ra nó thành cổ V nhá. Màu rất là đẹp và nhã nhặn, cái chất vải của nó mát vô cùng các nhá chú ơi. Siêu đẹp. Áo họa tiết đây nhá. Đó, màu sắc rất là nhã nhặn và đẹp, với những cái tông màu họa tiết mà như thiết kế như thế này ấy thì cũng rất là khó để tìm được một em áo họa tiết màu sắc nhã nhặn như thế này các anh chú ạ. Mã V5, vạt của nó sẽ thiết kế vạt ngang này, vai 49, bụng 58 và dài 75 ạ. Vai 49, bụng 58 và dài 75 của Nhật các anh chú nhá, giá 380.000. Rất là đẹp luôn các anh chú ơi, tông màu siêu siêu sang và đẹp. Mã V5, vai 49, bụng 58 và dài 75, 380.000. Mã V6 ạ, một em áo của Hawaii các anh chú ạ, một em áo made in Hawaii. Mã V6, vai 44, bụng 52 và dài 70. Vai 44, bụng 52 và dài 70. Những tông màu sắc nó rất là trẻ trung, chất vải của nó là 100% cotton anh nhá chú ạ. Áo sẽ thiết kế vào túi ngực và cái phần đây ạ, họa tiết của nó ăn khớp luôn. Áo Hawaii các anh chú nhá, tag mark chuẩn Hawaii này. Vạt của nó sẽ thiết kế là vạt ngang. Tất cả cái phần cúc của nó thì sẽ là cúc gỗ các anh nhá chú ạ. Cúc gỗ đây ạ. Đó, áo sẽ có túi này. Con này thì nó cái phần tag của nó sẽ ở trên cổ thế này, made in Hawaii nhá. Màu sắc rất là tươi trẻ. Mã V6, vai 44, bụng 52 và dài 70. Giá 320.000 ạ. Mã V6, vai 44, bụng 52 và dài 70 ạ. Em lên một con siêu VIP của ngày hôm nay. Một em hiệu lì vai các anh chú ạ, một con áo sơ mi jean, sơ mi bò, hiệu lì vai, độ mới rất là cao, mã V7. Vai 48, bụng 58 và dài 76. Vai 48, bụng 58 và dài 76 các anh chú ạ. Một em áo sơ mi jean. Màu rất là đẹp, tông màu của nó sẽ là tông màu xanh ghi các anh chú ạ. Độ mới cực kỳ cao luôn các anh chú, nhìn quan sát phần cổ giúp em nhé. Đó. Đây ạ, sẽ có một cái tag của lì vai này. Túi của nó sẽ thiết kế túi có cài cúc như thế này, có hai túi và có cài cúc nhá. Đây ạ, tag lì vai đây, cực kỳ xịn sò luôn. Tất cả cái phần chỉ của nó sẽ may là chỉ trắng, may chỉ nổi anh em chú ạ. Đây, lì vai của Nhật nhá, vô cùng xịn sò anh em chú ạ. Nó sẽ may được hai đường chỉ như thế này. Con này độ mới cực kỳ cao luôn, bình thường em Thanh ít đánh giá phần trăm độ mới lắm, nhưng mà con này em sẽ đánh giá phần trăm này. Con này mới cỡ khoảng 98%. 98% ạ. Em này sẽ có giá là 600.000 anh chú nhá. Mà con này sẽ là siêu mát luôn, nó là 100% cotton, nó là vải jean mỏng cotton. Đó, và nó sẽ hơi lượn này, phù hợp với các anh các chú mà mình thích mặc những em hàng hiệu ấy, mà thích phong cách khỏe khoắn trẻ trung đây. Đó, mã V7, vai 48, bụng 58 và dài 76, giá 600. Các anh chú mình có thể tìm hiểu với những con một con áo sơ mi jean. Hiện tại các anh và các chú vào store mua chẳng hạn thì giá nó cỡ khoảng tầm 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 8 nhá. Đó, một con sơ mi đấy ạ. Mã V7, vai 48, bụng 56 và dài 76 ạ, giá 600.000 cho một em sơ mi jean lì vai, hiệu lì vai, chất 100% cotton siêu mát luôn các anh chú ạ. Giá 600.000 mã V7, vai 48, bụng 58 và dài 76 ạ. Siêu VIP. Em lên mã V8 ạ. Một em áo họa tiết, mã V8 này. Vai 52, bụng 59 và dài 70. Vai 52, bụng 59 và dài 70 các anh chú ạ. Em này cũng là một em áo quần. Đây ạ. Con áo của Nhật các anh chú nhá. Cái họa tiết của nó đây ạ, cái tông màu của nó sẽ tông màu ghi và màu xanh nhạt. Cái tông màu của nó là màu nhạt như thế chứ không phải là áo bị cũ đâu các anh chú nhá. Anh chú có thể so sánh cái phần phía lót bên trong này. Nếu mà một chiếc áo nó bị bạc đấy ạ thì cái tông màu phía trong này đây ạ, nó là hai lớp nhá. Nó sẽ phải lệch tông với cái màu này đúng không ạ? Nhưng cái này thì nó màu nó rất là đều. Tông màu nó như thế chứ không phải áo cũ đâu các anh chú nhá.
đó. Nhiều khi là người ta sẽ thiết kế những tông màu nó rất là nhẹ nhàng, nó là áo họa tiết Hawaii, người ta thiết kế cái tông màu nó nhẹ thôi để các anh chú mặc nó không bị chói quá, rất dễ mặc luôn. Áo này thì sẽ thiết kế vạt ngang này, chất 100% cotton, rất là đẹp các anh chú ạ. Mã V8, vai 52, bụng 59 và dài 70, giá 350.000 cho một êm áo của Nhật các anh chú ơi. Đây ạ, sẽ có họa tiết cá vàng bơi này, đó rất là đẹp luôn. Áo sẽ có túi ngực và cổ, nó sẽ thiết kế cổ V nhá. Các anh chú mình có thể cài cúc lên này, nhưng mà em thấy là mặc cổ V nó sẽ rất là mát. Mã V8, vai 52, bụng 59 và dài 70 ạ, giá 350.000. Tiếp theo em lên một con siêu VIP các anh chú ạ. Một con siêu VIP của ngày hôm nay, các anh chú ơi, nhìn cái phần họa tiết của nó đây. Họa tiết là họa tiết pha lông nhá. Và là hiệu của đu bông này. Một em siêu VIP siêu hiếm luôn, mà em nghĩ là chắc là em có bán hàng sim 10 năm đi nữa thì cũng khó gặp được con này lần thứ hai. Cho nên các anh chú ạ, mình để mà mua ấy, cơ hội nó không có nhiều đâu. Dành cho các anh chú mà thứ nhất là mình biết biết về cái dòng này này, biết về cái họa tiết như thế này. Các anh chú mà mình hay chơi bật lửa đu bông ấy ạ, thì mình biết là cái phiên bản của pha la ông của nó cực kỳ là siêu hiếm luôn. Các anh chú mà mình có thể tìm hiểu đi, ví dụ cái bật lửa mà các anh chú mua mới bây giờ với cái phiên bản pha la ông như thế này thì giá nó cỡ khoảng tầm 80 đến 120 triệu đấy ạ. Nó là phiên bản limited và cái dòng áo này nó cũng là thế. Nó là cái phiên bản limited các anh chú nhá, chất của nó siêu đỉnh siêu đẹp luôn. Hiệu đu bông đây. Đó, size của nó size 50 các anh chú ạ. Mã V9, vai 53, bụng 57 và dài 74. Vai 53, bụng 57 và dài 74. Con này thực sự nó thiết kế tinh tế đến từng chi tiết. Để em sẽ mô tả cho các anh chú nhá. Vạt nó sẽ thiết kế là vạt ngang rồi. Và phía dưới gấu của nó đây. Đó, nó sẽ thiết kế là có cúc này. Mình có thể cài vào cũng được. Kiểu nó rất là... Đây, từ cái... Anh chú có thể quan sát nhá. Từ cái thùa khuyết của nó cũng thấy xịn rồi cơ. Chứ không phải là nó bình thường như các áo khác đâu. Đó, nó sẽ thiết kế như thế này. Nó sẽ có một cái cúc ở trên này ạ. Và tất cả các phần cúc của nó nhá, nó sẽ may là có nẹp như thế này các anh chú ạ. Nó sẽ may có nẹp và tên trên cái phần cúc của nó đây. Nó đều có tên thương hiệu đu bông. Cực kỳ xịn. Và trên con áo này đây ạ, anh chú nhìn thấy cái đường mà nó kiểu kim tuyến này này. Nó rất là đẹp và tinh xảo luôn. Cái chất vải này của nó là kiểu chất vải lụa nhá. Màu vàng không hề chói. Màu vàng này kiểu là rất là sang và có họa tiết là họa tiết pharaon. Siêu hiếm, siêu đắt luôn các anh chú ạ. Các anh chú mà tìm thông tin ấy về cái dòng bật lửa đu bông mà nó là cái phiên bản pharaon ấy thì các anh chú biết là con áo này nó sẽ đắt đỏ như thế nào. Riêng con áo này sẽ dành cho những chú chịu chơi và chịu chi. Và mình hiểu về cái dòng thương hiệu các anh chú nhá. Em bán con này với giá là 1,5 triệu cho những chú mà mình chịu chơi và chịu chi ạ. Em thật nói thật luôn là cái màu này nó lên nó sang vô cùng và đảm bảo không bao giờ các anh chú đụng hàng khi mà mặc con áo này luôn ấy ạ. Đó. Em nói thật là trên kiểu là những cái phiên bản giới hạn như thế này ấy, gọi là trên thế giới nó còn là limited nữa, là ở Việt Nam đúng không ạ, anh chú ạ. Nó siêu hiếm, siêu đẹp luôn. Áo sẽ thiết kế có túi ngực và cái phần họa tiết đây ạ. Nó rất là khớp luôn. Siêu đẹp luôn ý, đẹp lắm. Đó, nó sẽ thiết kế cúc như này. Và cái phần vạt trước của nó sẽ như thế này anh chú ạ. Đây là cúc sơ cua nhá, đây là cúc sơ cua. Và vạt của nó sẽ như thế này. Đẹp vô cùng với cái họa tiết pharaon Ai Cập như thế này anh chú ơi. Siêu hiếm, 1,5 triệu, rất đáng đồng tiền luôn. Con này các anh chú mình có thể tìm hiểu đi. Không có để mà bán cơ. Mã V9, vai 53, bụng 57 và dài 74. Cái này các anh chú mình ạ, mình có thể mặc nó hơi trễ một chút đây. Cái vải, cái size của nó là size 50 đấy ạ. Size 50 các anh chú mình có thể mặc hơi trễ một chút. Các anh chú mà vai cỡ khoảng tầm 48 đến 50 nhá, thì mặc vẫn rất là ok, vẫn rất là đẹp. Vì cái dáng này nó thiết kế là kiểu dáng vai trễ các anh chú ạ. Mặc nó sẽ có độ rủ, rất là đẹp luôn. Con này vì nó là hàng hiệu rất là đắt và hiếm cho nên em Thanh sẽ trả tả chi tiết để các anh chú hình dung cho nó dễ. Siêu đẹp luôn, thật sự luôn, cái chất nó sờ mát rượi. Mã V9, vai 53, bụng 57 và dài 74 nhá. Giá 1,5 triệu cho các anh chú mà chịu chơi, chịu chi và hiểu. Mã V10 ạ, vai 45, bụng 51 và dài 71 này. Vai 45, bụng 51 và dài 71 các anh chú ơi. Con này thì form size của nó rất là trẻ trung, một em áo của Nhật. Đó, một em áo của Nhật này. Chất vải của nó là chất vải đờ mi nhá, màu ghi các anh chú ạ. Và sẽ có phối phía đằng trước đây. Phía trước nó sẽ phối với lại tông màu, chỗ này là màu đen này. Xong sẽ có là cái đây ạ, cái họa tiết zig zag ấy. Phía dưới này đây lại là kẻ này, phối rất là trẻ trung luôn. Đó. Màu này thì nó rất là dễ mặc rồi, tông màu ghi là màu chủ đạo các anh chú ạ. Giá 350.000. Với những cái form thế này thì vô cùng khỏe khoắn trẻ trung dành cho những chú mà mặc dáng slim fit.
Mã V10, vạt của nó hơi lượn nha anh chú nhá. Vai 45, bụng 51 và dài 71 ạ, giá 350 nghìn. Mã V11. Ôi con này thì chất nó mát mát rượi luôn anh chú ơi. Mã V11, vai 53, bụng 66 và dài 75. Vai 53, bụng 66 và dài 75 anh chú ạ, một em hiệu gu. Một em hiệu gu nhá. Cái nền của nó không phải là màu đen đâu mà nó kiểu màu nâu đỏ đấy anh chú, màu nâu tím chứ. Màu nâu tím đấy, chứ không phải là màu màu đen xong nó bị phai đâu. Áo sẽ thiết kế có túi ngực và phần cổ của nó là sẽ là cổ V các anh chú ạ. Rất là thoáng mát, chất nó mát rượi luôn, nó rất là đanh. Nó đanh ý, kiểu cái chất của nó này. Nó mềm, nó đanh và nó cực kỳ mát nhá. Nền của nó thì là màu đây ạ, màu nâu tím và sẽ có cái họa tiết màu xanh. Đó, mã V11 ạ, một em hiệu của gu. Vai 53, bụng 66 và dài 75. Vạt vạt ngang các anh chú nhá, vạt ngang mà sẽ có xẻ hai bên này. Cái này thì nhiều khi là cái móc của em nó hơi nhỏ ấy, thành ra là treo lên nó không đứng được cái form thôi. Còn con này thì dành cho những chú bụng bự đây ạ. Mã V11, vai 53, bụng 66 và dài 75, giá 300. Mã V12 ạ, em lên một em áo họa tiết Hawaii này. Mã V12, vai 48, bụng 58 và dài 74. Vai 48, bụng 58 và dài 74 anh chú ạ. Con này thì nó sẽ may cái mặt vải màu nhạt ra bên ngoài nhá. Còn phía bên trong thì nó lại là cái màu vải đậm này. Đó, nền màu vàng và sẽ có họa tiết là màu xanh anh chú ạ. Rất là đơn giản thôi. Màu siêu đẹp luôn. Vạt nó sẽ là vạt ngang và có xẻ hai bên. Áo có túi ngực các anh chú ạ. Đây, một em áo họa tiết chuẩn Hawaii đấy ạ. Anh chú ơi, siêu đẹp luôn. Con này nó 100% cốt tông. Mặc rất là mát, độ mới rất là cao. Hôm nay em nói thật là cái lô này, lô hàng ngày hôm nay thì đúng là siêu siêu VIP luôn. Em có bán áo sơ mi rất là nhiều rồi nhưng có lẽ là ngày hôm nay thì nó là toàn là siêu phẩm anh chú ạ. Mã V12, vai 48, bụng 58 và dài 74, giá 400 nghìn, một em áo họa tiết Hawaii rất là đẹp. Mã V12, vai 48, bụng 58 và dài 74, giá 400. Em lên mã V13, em lên mã V13, vai 47, bụng 57 và dài 70. Vai 47, bụng 57 và dài 70 anh chú ạ, một em áo của Nhật. Con này là 100% cốt tông này. Đó, áo kẻ nhá, áo sẽ là họa tiết kẻ như thế này, sẽ thiết kế là túi, hai bên túi, có túi và có nắp. Chất 100% cốt tông kẻ này, kẻ kiểu họa tiết kẻ thổ cẩm anh chú ạ, rất là sang. Và cái phần cúc của nó sẽ thiết kế là toàn bộ là cúc bấm. Anh chú ạ, này siêu đẹp luôn. Cái phần cúc của nó bên bọc bên ngoài thì nó là bằng kim loại này, phía bên trong nó là một cái mặt đá anh chú. Cổ nó sẽ thiết kế là cổ V nhá, hoặc anh chú mình có thể cài, tuy nhiên em thấy là bẻ cổ V này sẽ rất là mát mẻ hơn. Tông màu cực kỳ đẹp và sang. Vạt là vạt ngang anh chú nhá, vạt ngang này. Mã V13, vai 47, bụng 57 và dài 70, giá 380 000 anh chú ạ. 380 000 siêu sang. Mã V13, vai 47, bụng 57 và dài 70, giá 380 000. Em lên mã V14 ạ. Vai 47, bụng 57 và dài 76. Vai 47, bụng 57 và dài 76 á. Một em áo chất cốt tông 100% anh chú ơi. Đó. Áo là áo kẻ nhá, áo là kẻ sọc ạ. Áo này là hàng của Nhật các anh chú ơi, áo hàng của Nhật nhá. Với cái tông màu nó rất là dễ mặc như thế này, màu xanh than, màu xanh, màu trắng đây. Áo thiết kế có túi ngực và có một cái logo trước ngực đấy ạ. Các cúc của nó thì đều có tên thương hiệu đây các anh chú ạ. Này. Sigo Tachini. Chất nó cực kỳ mát và thoáng luôn. Em này sẽ có giá là 280.000. Vạt nó là vạt bầu như thế này, vạt lượn ngay chú nhá. Vạt sau thì dài hơn vạt trước một xíu ạ. Mã V14, vai 47, bụng 57 và dài 76 ạ, giá 280.000. Em thanh lên mã V15, một em áo hiệu Converse màu xanh này. Màu xanh rất là đẹp luôn. Chất 100% cốt tông. Mã V15, vai 52, bụng 59 và dài 73. Vai 52, bụng 59 và dài 73 các anh chú ạ. Chất của nó siêu đẹp luôn, màu xanh nhá. Áo sẽ có thiết kế một túi này, một túi ngực và có tên thương hiệu ở trước ngực như thế này. Đó. 100% cốt tông đây các anh chú ạ. Một em hàng thương hiệu của Mỹ. Và cái phần cổ nó sẽ thiết kế là cổ V nhá. Nếu các anh chú cởi cúc ra, còn không các anh chú mình có thể cài lên tùy theo phong cách của anh chú thôi. Em này sẽ thiết kế là vạt ngang và sẽ có xẻ hai bên, phù hợp với những chú mà thích mặc kiểu phong cách thời trang là phóng khoáng trẻ trung đấy ạ. Mã V15, vai 52, bụng 59 và dài 73, một em Converse, giá là 350.000. Mã V15, vai 52, bụng 59 và dài 73, giá 350.000. Em lên mã V16 này. Con này siêu đẹp các anh chú ơi. Mã V16,
phải nói là cái họa tiết của nó là thuộc cái loại đỉnh cao các anh nhá chú ạ. Cái áo này của Hawaii chất siêu đẹp luôn, 100% cốt tông, mát rười rượi, mã V16, vai 50 bụng 56 và dài 76. Vai 50 bụng 56 và dài 76 ạ. Thiết kế là vạt ngang và có xẻ hai bên này. Màu của nó là sẽ là tông màu xanh màu ghi, rất là màu, nó cực kỳ đẹp luôn, nó phối đẹp lắm các anh chú ạ. Và áo sẽ có túi ngực nhá, và cái phần họa tiết đây nó sẽ may rất là ăn khớp, vô cùng đẹp, chất mỏng nhẹ mát, vô cùng xịn sò các anh chú ạ. Em áo này là của Hawaii, tag của nó đây đó, tag rất là mới như thế này, giá là 400.000 ạ, mã V16. Thực sự luôn, kể cả áo nào đi nữa thì cũng có rất là nhiều chất liệu này, nhiều form dáng, nhiều màu sắc. Nhưng mà với con áo này thì em thấy nó là hoàn hảo luôn anh chú ạ. Mỏng, nhẹ, mát mà lại còn thương hiệu Hawaii. Mã V16, vai 50, bụng 56 và dài 76, giá là 400.000 anh chú ạ. Mã V16, vai 50, bụng 56 và dài 76, giá 400.000. Các cúc của nó nhá, sẽ thiết kế như thế này. Đó, sẽ thiết kế là cái cúc mà nó bằng cái vỏ chai các anh nhé chú. Rất là đẹp. Mã V16, vai 50, bụng 56 và dài 76, giá 400. Mã V17 ạ, một em áo tông màu đỏ, mã V17. Vai 53, bụng 59 và dài 85. Form này khá là dài, dành cho những chú cao to ấy ạ. Đó, chất 100% cốt tông các anh chú nhá. Nó không phải là cái màu đỏ đỏ thuần đi đâu. Nó sẽ là màu đỏ phù với màu trắng này thì nó hạ cái tông, họa cái tông chói xuống, hiệu casual các anh chú ạ. Chất rất là mát luôn. À, sẽ thiết kế có một túi ngực dành cho những chú mà thích những cái tông màu sặc sỡ đấy ạ. Vạt nó sẽ là vạt bầu như thế này và sẽ vạt sau dài hơn vạt trước các anh chú nhá. Chất của nó rất là đẹp luôn. Đó, chất siêu đẹp. Mã V17, vai 53, bụng 59 và dài 85, giá 300.000 ạ. Em lên mã V18 này, một em áo còn nguyên tác anh nha chú ơi. Mã V18, ôi con này đẹp thế. Vai 51, bụng 57 và dài 72. Vai 51, bụng 57 và dài 72, một em áo của Nhật anh nha chú ạ. Chất vải của nó là sẽ là chất vải linen nhá, áo kẻ. Áo kẻ đây, nền tông màu chủ đạo của nó sẽ là màu xanh ghi và sẽ có sọc trắng. Anh em chú quan sát phần cổ của nó đây ạ, phía đằng sau gáy đấy ạ, nó sẽ lót với lại một lớp vải gấm như thế này. Đấy, hoa nổi, vân nổi này, siêu sang luôn. Cổ của nó sẽ là cổ cài như thế này nhá, hoặc anh em chú mở ra thành cổ V. Và các cúc của nó thì đều mà thiết kế là cúc gỗ này. Áo có túi ngực và có một cái, đây có một cái đường lai đan ấy, rất là đẹp và sang. Con này mặc nhẹ mát vô cùng các anh em chú ạ, một con áo còn nguyên tác của Nhật. Mã V18, vai 51, bụng 57 và dài 72. Vai 51, bụng 57 và dài 72. Vạt của nó sẽ thiết kế là vạt ngang có xẻ hai bên. Giá 350.000 anh nha chú ạ. Mã V18, vai 51, bụng 57 và dài 72, giá 350.000 anh nha chú nhá. Chất nó rất là nhẹ và mát. Đây, lại một em áo mà phải nói là siêu đỉnh, siêu đẹp, áo lụa các anh nha chú ạ. Mã V19, vai 54, bụng 62 và dài 75. Vai 54, bụng 62 và dài 75 các anh chú ơi, một em áo Hawaii nhá. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Con này độ mới rất là cao. Độ mới siêu cao các anh chú ạ. Đây sẽ có một cúc phụ đi kèm này, áo sẽ là có thiết kế là cúc gỗ nhá. Sẽ có hai túi hai bên và có nắp như thế này. Tông màu của nó thì khá nổi bật, tông màu hồng vàng và màu xanh than. Đó, với cái họa tiết của nó là màu vàng. Con này thì nó kiểu chất của nó siêu đẹp luôn ý. Nó là chất lụa các anh nhá chú ạ. 100% là chất lụa luôn. Rất là đẹp và mát. Chất nó xịn vô cùng. Vạt là vạt ngang này. Chất nó rất là xịn ý. Em nói thật là cũng chưa bao giờ em gặp được một con mà chất nó đẹp như thế này. Em này có giá là 450.000 ạ. Nổi bật. Dành cho những chú mà thích những cái tông màu sắc nó nổi bật đây. Và con này màu nó rất là sang và đẹp nhá. Anh nhá chú ơi, nhìn cái áo của nó này. Đó. Nó đẹp như thế này, kiểu nó có những bông hoa nổi, họa tiết nổi này, họa tiết chìm này, rất là đẹp. Mã V19, vai 54, bụng 62 và dài 75. Vai 54, bụng 62 và dài 75 ạ, giá là 450.000. Thật ra với những em áo mà họa tiết ấy, các anh chú mình mặc có thể rộng hơn bình thường một chút thì nó mới đẹp các anh chú ạ. Có những con áo form của nó thì nó sẽ là dáng slim fit, còn có những con áo nó dạng oversize, tức là mặc sẽ là rộng ấy, thì các anh chú mặc nó thoải mái hơn, sau đó có cái độ bay ấy. Mã V19, vai 54, bụng 62 và dài 75, giá 450.000 anh em chú ạ. Con này thì đỉnh luôn. Mã V20 này, một em áo của Uniqlo. Con này thì là áo công sở các anh em chú nhá.
mã V20, vai 46, bụng 53 và dài 75. Nền của nó sẽ là màu xanh than và có họa tiết màu trắng này các anh chú ơi. Chất co giãn của Uniqlo, độ mới cực kỳ cao nhá. Phần cổ nó sẽ thiết kế là có cài cúc ở phía đằng sau nữa. Với những con này các anh các chú mặc đi làm công sở này, mình có thể đóng thùng hoặc là mình có thể bỏ buông đều rất là ok. Áo sẽ thiết kế có túi ngực, chất nó mặc rất là thoải mái luôn các anh các chú này. Đó, co giãn vô cùng thoải mái, dễ chịu. Áo của Nhật nhá, sẽ có hai cúc phụ đi kèm của Uniqlo với tông màu sắc cực kỳ đẹp luôn, màu xanh than và có kẻ màu trắng. Giá 300.000, mã V20, vai 46, bụng 53 và dài 75. Vạt của nó hơi lượn. Mã V20, vai 46, bụng 53 và dài 75, giá 300 ạ. Em lên mã V21 các anh em chú ơi. Này, Burberry nhá, siêu đẹp luôn. Với cái tông màu của nó sẽ là tông màu nâu be và áo kẻ đây. Và chất của nó ngày hôm nay sẽ là chất linen, siêu đẹp luôn. Bình thường các anh em chú mà mình hay gặp cái con áo, lâu lâu gặp một con áo Burberry, hàng sơ mi ấy, hàng sơ mi kiểu chất vải cốt tông đúng không ạ? Hôm nay thì mình lại gặp cái vải nó còn hiếm hơn cơ. Với tông màu nó siêu đẹp như thế này, mã V21, vai 50, bụng 60 và dài 77. Vai 50, bụng 60 và dài 77 các anh em chú nhá. Em áo này là hàng của Nhật các anh em chú ạ, sẽ có một cúc phụ đi kèm. Đó, phần cổ của nó sẽ là cổ cài như thế này các anh em chú, mình có thể mở ra nó thành cổ V. Áo sẽ có túi ngực nhá. Con này chất nó là chất linen, rất là đẹp với tông màu cực kỳ là nhã nhặn luôn. Phù hợp với những chú mình mặc là mình không đóng thùng đâu. Con này các anh chú mình mặc bỏ buông, mình mặc với phong cách rất là thoải mái ạ. Đó, nó sẽ có xẻ hai bên như thế này. Đây các anh chú ạ. Chất nó mát, nó nhẹ vô cùng. Linen thì nó cũng có rất là nhiều loại, đã chất linen lại còn hàng thương hiệu lớn thì không bao giờ có giá rẻ các anh chú nhá. Cái con này các anh chú mà mua hàng mới ấy thì giá nó cỡ khoảng tầm hơn 10 triệu. Ngày hôm nay em Thanh sẽ bán giá là 800.000, mã V21, vai 50, bụng 60 và dài 77, một em hàng Burberry. Một em Burberry ạ, giá 800.000, mã V21, vai 50, bụng 60 và dài 77 ạ. Mã V22, vai 48, bụng 56 và dài 79. Vai 48, bụng 56 và dài 79 nhá các anh các chú. Con này cũng là 100% cốt tông. Em này cũng là 100% cốt tông anh các chú nhá, áo của Nhật ạ. Tông màu nó rất là nhã nhặn, màu vàng nhạt này, màu nâu và màu trắng. Áo sẽ thiết kế là cổ V các anh các chú ạ. Và các phần cúc của nó đây cũng là cúc họa tiết. Áo sẽ thiết kế có túi ngực này, rất là đẹp. Chất vải 100% cốt tông, rất thoáng mát luôn. Với tông màu này vô cùng dễ mặc các anh các chú ạ. Những chú mà da tối hay là da sáng này, bất cứ ai độ tuổi nào cũng đều có thể mặc được áo này nhá. Vạt của nó sẽ thiết kế là vạt lượn, vạt bầu và vạt sau thì dài hơn vạt trước một xíu. Mã V22, vai 48, bụng 56 và dài 79 á. Em này có giá là 300.000. Mã V22, vai 48, bụng 56 và dài 79, giá 300 ạ. Mã V23, vai 47, bụng 55 và dài 73. Vai 47, bụng 55 và dài 73. Một em áo đây ạ, họa tiết ô vuông ấy, hiệu của Hush Puppy. Đó, con này thì cái tông màu của nó sẽ là nền là màu ghi đậm này, và cái họa tiết của nó sẽ là màu nâu các anh chú nhá. Mã V23, vai 47, bụng 55 và dài 73. Vạt ngang và sẽ thiết kế có xẻ hai bên. Một em áo của Nhật các anh chú ạ, sẽ có một cúc phụ đi kèm này. Chất của nó đây, rất là thoáng mát luôn. Và nó có độ suôn ý. Đó, đây ạ, rất là mát các anh chú ạ. Áo sẽ thiết kế có một túi ngực và có tên thương hiệu trên túi này. Tất cả các cúc của nó đều có tên thương hiệu các anh chú ạ. Tông màu này cực kỳ sang luôn, rất sang. Mã V23, vai 47, bụng 55 và dài 73. Giá 300.000 ạ. Mã V23, vai 47, bụng 55 và dài 73, giá 300. Em lên mã V24, một em áo Hawaii. Vai 58, bụng 67 và dài 84. Rất là to, dành cho những chú mà đến khoảng tầm 90-95 cân nhá, mình vẫn có thể mặc vừa. Mã V24, vai 58, bụng 67 và dài 84 các anh các chú ạ. Một em áo của Hawaii đây, made in Hawaii nhá, rất là xịn sò. Nền của nó sẽ là màu vàng nhạt này. Ở phần giữa đây ạ, nó sẽ có những cái họa tiết màu ghi và màu xanh than. Còn ngoài ra thì cái đây ạ, nền của màu chủ đạo của nó đấy ạ. Cái này hôm nay cái ánh điện ấy nó bị chiếu, nó hơi bị lóa các anh chú ơi. Đó, đây ạ, cái tông màu của nó đây các anh chú quan sát giúp em nhá. Nó là những tông màu rất là nhạt thôi. Vạt ngang các anh chú ạ, các anh chú mà cao
À, các anh chú mặc cỡ khoảng tầm 95 cân, mình vẫn có thể mặc vừa 95 đến 100 cân đi, vẫn mặc thoải mái luôn. Mã V24, vai 58, bụng 67 và dài 84, giá 300 nghìn anh chú ạ. Một em áo Hawaii, tất cả các phần cúc của nó thì đều bằng thiết kế bằng cúc gỗ nhá. Tông màu rất là nhẹ nhàng như thế này. Mã V24, vai 58, bụng 67 và dài 84 ạ. 300. Em lên mã V25. Vai 45, bụng 53 và dài 70. Vai 45, bụng 53 và dài 70 các anh chú ạ. Một em hiệu Polo Lab London. Chất vải là 100% cốt tông, kẻ màu xanh than và màu trắng các anh chú ạ. Áo thì sẽ không có túi ngực nhá, sẽ có một cái logo nhỏ trước ngực như thế này. Đây ạ. Lab London các anh chú nhá. Chất vải là 100% cốt tông đây. Và vạt của nó sẽ là thiết kế là vạt lượn như thế này. Với cái tông màu thế này thì rất là dễ mặc và trẻ trung anh các chú ạ. Chất vải của nó 100% cốt tông, siêu thoáng mát. Polo Lab London, hàng một con hàng của Nhật các anh các chú ạ. Một em hàng của Nhật đây. Có hai cúc phụ đi kèm. Mã V25, vai 45, bụng 53 và dài 70, giá 300 nghìn cho một em hàng hiệu Lab London. Mã V25 ạ. Vai 45, bụng 53 và dài 70, giá 300. Mã V26, một em áo Hawaii. Mã V26 này. Vai 48, bụng 54 và dài 70. Vai 48, bụng 54 và dài 70 các anh chú ạ. Hôm nay có những họa tiết nó rất là đẹp và nhẹ nhàng nhã nhặn như thế này. Áo thì nền của nó sẽ là màu kem nhá, màu kem này, màu vàng phù với lại màu nâu. Có những họa tiết thổ cẩm các anh chú ạ. Cổ thì mình có thể cài lên thế này hoặc các anh chú mở ra thành cổ V. Cúc của nó sẽ thiết kế là cúc gỗ này, chất vải linen, siêu đẹp luôn các anh chú ơi, siêu xịn sò. Mặc những chất này nó rất là sang, cực kỳ sang và thoáng mát anh chú ạ. Mã V26, vai 48, bụng 54 và dài 70. Vai 48, bụng 54 và dài 70. Vạt là vạt ngang các anh chú nhá. Vạt là sẽ thiết kế là vạt ngang. Đó, màu rất là đẹp luôn, sờ cái vải nó đanh tay vô cùng. Kiểu nó là chất linen nhưng mà trông cái bề mặt vải nó như vải gấm luôn các anh chú ạ. Vô cùng đẹp. Mã V26 giá 400 nghìn. Vai 48, bụng 54 và dài 70 ạ. Mã V27. Vai 44, bụng 52 và dài 73. Vai 44, bụng 52 và dài 73 nhá. Con chất của nó là chất demi và nó sẽ phối đấy ạ. Ở giữa ngực nó sẽ phối với họa tiết chấm bi này, rồi họa tiết là kẻ nhá. Áo sẽ có túi ngực canh nhá chú ạ. Đó, một em hiệu Another. Form dáng slim fit. Đây ạ, hàng của Nhật, 100% cốt tông anh chú nhá. Nó sẽ thiết kế là vạt lượn và hai bên đây nó sẽ có phối rất là trẻ trung, có những cái họa tiết có những cái phần nó rất là tỉ mỉ ấy. Đó. Có những chi tiết nó rất là tỉ mỉ như thế, màu ghi rất là đẹp và dễ mặc, trẻ trung cho những anh những chú mà mặc dáng slim fit. Mã V27, vai 44, bụng 52 và dài 73. Mã V27 ạ, vai 44, bụng 52 và dài 73, giá 300. Mã V28 á, màu này rất là đẹp anh chú ơi, màu kiểu là màu xanh hải quân ấy. Mã V28, vai 53, bụng 61 và dài 80. Vai 53, bụng 61 và dài 80 anh chú ạ. Đó, một em áo màu xanh nhá, phối với lại màu, cái này nó không phải màu trắng đâu mà nó sẽ là kiểu màu kem anh chú ạ. Đây là những chỗ này này, nó màu vải nó như thế, chứ không phải là áo nó bị dơ đâu nhá anh chú, không phải áo bị bẩn đâu. Không lại bảo em Thanh bán áo bẩn đây ạ. Nhưng cái tất cả cái màu này nó là sẽ là như thế, nó không phải là nền màu trắng nhá, mà nó sẽ là màu kem như thế, nó kiểu là họa tiết loang ấy. Đó, vạt nó sẽ là vạt ngang này. Con này thì chất của nó khá là dày dặn nhưng mà mặc rất là thoáng mát, nó là 100% cốt tông anh chú ạ. Nó là thiết kế 100% cốt tông. Này tác này, vô cùng xịn luôn ấy. Con này là 100% cốt tông này. Made in Bangladesh. Mã V28, vai 53, bụng 61 và dài 80. Vai 53, bụng 61 và dài 80. Vạt sau thì nó dài hơn vạt trước anh em chú nhé. Và nó sẽ là lượn như thế này. Tông màu nó cực kỳ đẹp anh em chú ạ. Màu xanh biển với lại cái phối với màu trắng, màu trắng, màu kem ấy. Mã V28 á. Vai 53, bụng 61 và dài 80. Giá 380 nghìn ạ. Mã V28 ạ. Vai 53, bụng 61 và dài 80. Giá 380 nghìn. Mã V29. Vai 50, bụng 60 và dài 80 này. Một em hiệu của Đác. Con này thì kiểu chất vải đũi các anh chú ạ. Màu sẽ là màu xanh ghi phối với màu xanh than và màu ghi sáng nhá. Áo sẽ có túi ngực ạ. Đó, tất cả các phần cúc của nó thì đều có tên thương hiệu Đác. Con này thì chất vải của nó sẽ chất vải đũi, cực kỳ thoáng mát luôn.
Giá là 300.000, mã V29, vai 50, bụng 60 và dài 80 ạ. Giá 300.000 anh nha chú ạ. Tông màu nó rất là khỏe khoắn. Đó. Cho những anh những chú mình có thể mặc đi làm đều cũng rất là đẹp luôn. Mã V29, vai 50, bụng 60 và dài 80, giá 300. Mã V30 ạ, một em áo chất vải lanh này, rất là mát mẻ luôn. Mã V30, vai 50, bụng 61 và dài 73. Vai 50, bụng 61 và dài 73 các anh em chú ạ. Nền sẽ là màu trắng và sẽ có họa tiết là màu xanh. Sẽ có tiết là màu xanh navy. Áo của Nhật ạ. Đó. Tông màu nó rất là mát mẻ, áo có túi ngực và có cài cúc các anh em chú nhá. Chất của nó thì siêu mát luôn ấy. Áo là sẽ là vạt ngang và sẽ có xẻ hai bên ạ. Mã V30, vai 50, bụng 61 và dài 73. Giá là 350.000 anh em chú ạ. Nó rất là mát mẻ với tông màu sắc như thế này và chất liệu là chất liệu vải lanh. Mã V30, vai 50, bụng 61 và dài 73, giá 350.000. Mã V31, vai 48, bụng 58 và dài 72. Vai 48, bụng 58 và dài 72 các anh em chú ạ. Con này chất của vải của nó cũng là 100% cotton. Áo của Nhật các anh em chú ạ. Áo của Nhật nhá. Màu sắc đây ạ. Màu sắc sẽ là màu nâu phối với màu cam và màu xanh. Với những tông màu thế này nó rất là nhã nhặn, nó không hề bị quá chói đâu. Đó, nó chỉ là có nổi bật được tông màu cam thôi ạ. Sẽ thiết kế là vạt ngang các anh em chú nhá. Mã V31, vai 48, bụng 58 và dài 72 ạ. Mã V31, chất 100% cotton, siêu nhẹ và mát anh em chú ạ. Giá 300.000. Mã V31, vai 48, bụng 58 và dài 72 ạ. Giá 300. Mã V32 các anh chú ơi, con này thì nó kiểu độc lạ ấy. Nó sẽ rất là phong cách đây. Cổ là thiết kế cổ tròn nhá, chất vải đấy ạ. Màu nó là màu ghi và cái vải của nó rất là dày dặn đẹp. Áo sẽ có túi ngực ạ. Ở phía vạt của nó sẽ là vạt ngang và có xẻ hai bên. Con này sẽ phù hợp với những anh những chú mà thích kiểu thời trang phong cách độc lạ. Đó, rất là chất luôn, hàng của Nhật. Đây ạ. Mặc lên con này thì lên là bao sang, tuy nhiên thì những anh những chú mà kiểu người phải to béo một chút ấy mặc sẽ hợp hơn, bởi vì với cái cổ tròn này anh chú mặc kiểu là cổ đầy ấy, mặc nó sẽ đẹp ạ. Hiệu Grab Blue các anh chú ạ. Độ mới cực kỳ cao luôn, mã V32. Vai 57, bụng 61 và dài 72. Vai 57, bụng 61 và dài 72 các anh chú nhá. Con này giá 380.000, chất có giãn nhẹ, em nói thật là con này nó rất là độc lạ luôn. Đó. Form dáng của nó kiểu là phong phong dáng của các anh các chú mà kiểu phong cách đại gia này mà lại thích kiểu mặc độc lạ không đụng hàng đấy. Mã V32, vai 57, bụng 61 và dài 72, 380.000. Rồi con này thì siêu mát này các anh các chú ơi. Mã V33. Vai 52, bụng 55 và dài 68. Vai 52, bụng 55 và dài 68 ạ, nền màu trắng và sẽ có họa tiết hoa hồng với lại cả hoa. Họa tiết là hoa hồng à? Ừ. Đấy, tông màu là màu nâu nhá. Ui nó mát, rười rượi luôn, cảm giác nó là áo chất thun lạnh chứ không phải là áo sơ mi nữa các anh chú ạ. Nó mỏng nhẹ mát vô cùng, một em hiệu của Navi. Một em hiệu Navi nhá, con này thì là hàng của Nhật các anh chú ạ. Con này độ mới rất là cao. Đây ạ, phần tác của nó này, vô cùng mới, đường may của nó thì siêu đỉnh luôn. Đây ạ, may vô cùng chắc chắn, màu sắc nhã nhặn lắm các anh chú ơi. Mã V36, vai 52, bụng 55 và dài 68 các anh chú ơi. Con này mình có thể mặc vai trễ đấy. Các anh chú mà vai cỡ khoảng tầm 46 47 ấy, 47 46 48 ấy mình vẫn có thể mặc ok nhá, bởi vì nó sẽ thiết kế là dáng vai trễ này. Anh chú quan sát giúp em, đây cái đường may của nó đây, nó may chờm ra ấy thì các anh chú sẽ mặc dáng vai trễ cho em. Siêu mát luôn, con này nó nhẹ tênh tình tình các anh chú ạ. Nó sẽ thiết kế cái vải đây, anh chú nhìn nó này. Nó vô cùng thoáng mát luôn ý. Mã V33, vai 52, vai 52 là em đo thôi, còn anh chú mà vai tầm khoảng 46 đến 48 là mặc đẹp nhất nhá. Vai 46 đến 48, bụng 55 và dài 68 á, giá 400.000 anh chú ạ. Con này thì phải nói là không thể đụng hàng luôn. Áo sẽ thiết kế có túi ngực và cái tông màu của nó vô cùng đẹp và quan trọng nhờ cái chất liệu của nó ấy, hiếm vô cùng. Mã V33, vai 52, bụng 55 và em xin lỗi ạ, vai 48, vai 46 đến 48, bụng 55 và dài 68, giá 400, vạt ngang. Mã V34, một em áo màu đỏ tím với lại cả màu cam. Mã V34,
Đây, đưa xa vào thế này thì giống màu đỏ đúng không ạ? Nhưng mà thực tế cái màu của nó này các anh chú ơi. Đây ạ. Nó ra sẽ là kiểu kẻ. Cái hôm nay cái ánh điện nhà em nó hơi bị lóa. Đây ạ. Cái phần mà nó gân gân nổi lên này thì nó sẽ là màu cam nhá, còn phía dưới nó là màu đỏ tím đấy. Rất là đẹp luôn. Con này hiệu Lexport. Chất vải cực kỳ đẹp và xịn sò, mã V34. Vai 55, bụng 59 và dài 80. Vai 55, bụng 59 và dài 80 ạ. Áo sẽ thiết kế có túi ngực các anh các chú ơi. Thực sự luôn, không thể tả được cái màu này của nó ấy các anh các chú ạ. Ánh điện nó chiếu vào làm cho em không không thể chắc anh các chú nhìn cũng khó hình dung cái màu, nhưng mà em cam đoan là với anh các chú mà thích những tông màu nổi bật thì màu này nó rất là đẹp. Nó không phải đỏ, nó không phải màu đỏ, không phải là màu đỏ nhưng mà sẽ phối là màu đỏ tím với lại màu cam. Mã V34. Vai 55, bụng 59 và dài 80 ạ. Vai 55 thì cũng kiểu là mặc dáng vai chờm anh các chú nhá. Anh các chú mặc vai 50 sẽ là mặc đẹp đấy ạ. 50 51 đấy ạ. Mã V34. Vai 50 51 ạ. Bụng 59 và dài 80. Vạt nó sẽ thiết kế là vạt bầu và vạt sau dài hơn vạt trước một xíu. Giá là 280.000. Mã V34. Vai 50 51 ạ. Bụng 59 và dài 80. Giá 280.000. Mã V35. Một em áo mà nó là chất polo, chất thun ấy mà nó sẽ may theo kiểu sơ mi các anh các chú nhá. Mã V35. Vai 46, bụng 53 và dài 65. Vai 46, bụng 53 và dài 65 các anh các chú ạ. Con này thì kiểu kẻ của nó thì siêu đẹp, siêu sang luôn. Đó, đây ạ. Anh các chú ơi. Đó, nền thì màu đen này, xong có sẽ có kẻ nó ánh ấy, nó ánh cái kẻ màu xanh các anh các chú ạ. Rất là đẹp luôn, kẻ ngang này rồi là có kẻ mắt táo nữa. Cúc của nó sẽ là cúc ánh ánh trai nhá. Đó, một em áo mà chất của nó chất đây ạ, chất cotton co giãn như thế này. Một em hiệu top value, rất là đẹp luôn, hàng của Nhật. Độ mới cực kỳ cao, vạt của nó sẽ là vạt ngang mà có xẻ hai bên. Form dáng rất là sang, nó trẻ trung và nó cực kỳ sang lên các anh các chú ạ. Áo sẽ thiết kế có túi ngực. Con này đẹp lắm, mặc vô cùng thoải mái luôn. Mã V35. Mã V35 ạ. Vai 46, bụng 53 và dài là 66 các anh chú ạ. Vai 46, bụng 53 và dài 66 nhá. Em này sẽ có giá là 350.000. Mã V35, hiệu top value. Vai 46, bụng 53 và dài 66 ạ, 350.000. Đây. Em lên một con tiếp theo. Con này phải nói là siêu đẹp luôn các anh chú ạ. Rất là đẹp, họa tiết thì siêu đỉnh luôn. Mã V36, vai 45, bụng 50 và dài 76 này. Vai 45, bụng 50 và dài 76. Con này thì form dáng nó dáng slim fit. Dáng slim fit các anh các chú nhá. Chất của nó kiểu là chất, cái này là gọi là chất gì nhỉ? Chất đờ mi à? Cũng không phải là chất đờ mi, rất là khó tả. Phía bên trong của nó là như thế này, sau phía bên ngoài của nó sẽ là in. Nó mà nó đỉnh cực kỳ luôn cái họa tiết. Và màu sắc của nó nền thì sẽ là màu xanh than nhá. Và cái phần họa tiết của nó sẽ là màu xanh này. Vô cùng đẹp, độ mới cao các anh các chú ạ. Con này là 100% cotton đây, siêu thoáng mát luôn. Anh chú quan sát cái phần cổ này cho em này, có chất đờ mi này, mà nó độ mới nó rất là cao như thế này, nó như một con áo mới các anh chú ơi. Và cái phần cúc của nó đây ạ, cúc của nó đều có tên thương hiệu ở trên áo ấy, đẹp lắm. Con này thì nhìn đã toát lên cái khí chất là người có tiền luôn, nếu mà các anh chú mặc thật sự luôn, nó đỉnh, nó đẹp vô cùng mà trẻ trung. Đó, rất là chất luôn ý. Mã V36. Vai 45, bụng 50 và dài 76. Vai 45, bụng 50 và dài 76 các anh em chú ạ. Em này sẽ có giá là 450.000. 450.000 cho một em áo siêu chất này, độc lạ, mã V36. Vai 45, bụng 50 và dài 76, giá 450.000. Em lên mã V37 này, một em áo họa tiết rất là mát. Vai 53, bụng 57 và dài 77. Vai 53, bụng 57 và dài 77 ạ. Con này thì cái chất của nó siêu mát luôn ý. 100% cotton, nền màu xanh than ạ. Và sẽ có họa tiết là những cái bông hoa đủ các sắc màu như thế này. Đó, chất nó nhẹ, tinh tình tình và mát nhá. Mã V37 ạ. Vai 53, bụng 57 và dài 77 ạ. Con này thì là một em hiệu của Mỹ các anh nha chú ạ. Một em hiệu của Mỹ đấy. Nó là 90% poly và 5% là sợi spandex. Đó, mặc nó rất là mát luôn, giá 300.000 nhá. Nền màu xanh than và có họa tiết là các bông hoa này. Rất là trẻ trung. Áo sẽ thiết kế là vạt ngang mà có sẽ có xẻ hai bên. Mã V37, vai 53, bụng 57 và dài 77 ở giá 300.
Em lên mã V38, một em áo hiệu HM, con này thì là tông màu của nó này. Nó kiểu tông màu mà rất là khỏe khoắn trẻ trung dành cho những anh những chú mà thích kiểu thời trang phong cách lính đây. Đó. Con này thì chất của nó sẽ là chất vải kaki. Sẽ thiết kế hai túi ngực hai bên này các anh chú ơi. Hai túi ngực và có cúc bấm nhá. Đó, một em áo HM. Tuy nhiên, con này nhược điểm duy nhất của nó đấy ạ, cái phần cổ của nó bị hơi bạc. Nó hơi bị bạc một xíu, nhưng tuy nhiên đấy là khi mà các anh chú dựng cổ lên như thế này. Còn khi mình bẻ thế này thì không nhìn thấy cái gì đâu. Màu nó rất là đẹp. Cái tông màu là màu, tông màu này là tông gọi là tông màu rêu nhạt. Đó, chất vải của nó thì siêu chất luôn, chất vải kaki nhá. Em này sẽ có giá là 200 nghìn. Nếu mà nó không bị bạc cổ thế này thì em Thanh sẽ bán con này cỡ khoảng tầm 400, 400 rưỡi. Nhưng vì một lý do nó bị bạc một cổ một xíu thôi mà anh chú mặc lên thì không hề bị lộ, không ảnh hưởng đến chất lượng, không ảnh hưởng form dáng của nó. Bán 200 nghìn thì quá xứng đáng để các anh chú mua đấy. Những anh những chú mà thích kiểu thời trang khỏe khoắn này, thời trang phong cách lính thì mình múc ngay con này nhá. Mã V38, vai 52, bụng 61 và dài 75 ạ. Giá 200 nghìn. Mã V39 ạ. Vai 48, bụng 55 và dài 73. Vai 48, bụng 55 và dài 73. Một em áo cổ tàu, thiết kế cổ tàu các anh chú ạ. Áo thì nó sẽ là áo kẻ như thế này nhá. Đó. Cái này thì cái vải của nó kiểu nó là vải nhăn ấy, chứ không phải nó bị nhăn đâu, mà nó sẽ thiết kế kiểu vải nhăn như thế này rồi anh em chú ơi. Nhưng mà con này thì rất là mát, áo cổ tàu và sẽ có cúc nhá, màu này siêu sang luôn đấy các anh em chú ạ. Tông màu là tông màu ghi, màu gọi là màu xanh đá rất là sang, áo cổ tàu ạ. Mã V39 này, vạt của nó sẽ là vạt ngang các anh em chú ạ, vạt ngang, một em áo của Nhật. Mã V39, vai 48, bụng 55 và dài 73. Vai 48, bụng 55 và dài 73. Em này sẽ có giá là 250.000. 250.000 thôi ạ. Mã V39 này. Vai 48, bụng 55 và dài 73. Vạt ngang, giá là 250.000. Anh em chú ơi, con áo siêu chất này. Màu nó độc lạ vô cùng, mã V40. Vai 53, bụng 64 và dài 78. Vai 53, bụng 64 và dài 78 các anh chú ạ. Một em hiệu Facebook. Đó. Chất vải của nó sẽ là chất vải kiểu chất vải thô, chất vải kaki các anh chú ạ, hàng của Nhật nhá. Con này thì mặc rất là thoáng mát và nó chất này. Phía phần từ đây ạ, đấy nó trên này thì nó sẽ là kiểu thiết kế là áo kẻ nhá. Còn phía dưới nữa đây, nó lại là một màu nâu thôi. Nó rất là chất chơi luôn. Đó, phù hợp với những anh những chú thích phong cách trẻ trung mà kiểu độc lạ đấy ạ. Áo sẽ thiết kế vạt là nó hơi lượn. Cái này các anh chú mặc theo kiểu phong cách khỏe khoắn trẻ trung chất đấy ạ. Bụi bặm, siêu đẹp ý. Áo sẽ có túi ngực nhá, mã V40 ạ. Vai 53, bụng 64 và dài 78. Vai 53, bụng 64 và dài 78 rất là chất chơi. Giá 380 nghìn ạ. 380 nghìn. Con này mặc lên thì nó siêu mát luôn, 100% cốt tông anh chú ạ. Mặc dù cái chất của nó thì khá là đanh và dày, nhưng mặc lên đảm bảo là các anh các chú mình sẽ thấy rất rất thoáng mát luôn. Mã V40, vai 53, bụng 64 và dài 78 á. Giá là 380.000 anh chú nhá. Chất không? Em lên một con phải nói là nó siêu VIP, siêu đẹp luôn. Hôm nay có rất nhiều con đẹp anh chú ơi, cái họa tiết của nó đỉnh cao sang như thế này. Một em áo hiệu Green Joy của Hàn. Các anh chú thấy đấy, về cái hiệu này ấy, thì em đã bán rất là nhiều áo polo rồi, nhưng mà đây lần đầu tiên em có một con áo sơ mi hiệu này mà nó chất như thế này nghe chú ơi. Cái màu của nó đỉnh, cực kỳ đỉnh luôn. Nó là vừa này, họa tiết nổi, họa tiết chìm đủ cả các nghe chú ạ. Nó sẽ có sọc này, rồi nó sẽ có những cái chấm bi nhỏ và có họa tiết chìm vòng bi đây. Màu sẽ là màu xanh, là màu chủ đạo, màu xanh, màu đen rồi màu ghi nhá. Con này rất là đẹp luôn. Vã mã V41, vai 46, bụng 52 và dài 76. Vai 46, bụng 52 và dài 76 á, dáng slim fit, vạt thì nó hơi lượn. Con này thì chất của nó mát lạnh luôn. Cái chất vải của nó, con này kiểu dáng chất thun lạnh anh chú ơi. Đấy ạ, ui, xịn chua. Đây các anh chú nhìn nó này. Đấy, nó có những hạt nổi nổi lên này, xịn sò cực kỳ luôn. Mặc nó mát rượi nhá. Đây cái đường chỉ may của nó đây, vô cùng xịn, hiệu Green Joy. Dòng và chuyên về cái dòng thời trang gốp ấy các anh chú ạ. Mặc con này thì các anh chú thì nó cứ vẻ là chất ngất luôn. Mã V41 ạ. Vai 46, bụng 52 và dài 76 nhá. Giá 400.000. Màu của nó siêu sang, chất co giãn nhẹ nhá. Chất co giãn nhẹ này các anh chú ơi. Bao sang mà con này không đụng hàng đâu ạ. Mã V41.
vai 46, bụng 52 và dài 76. Giá là 400.000 anh chú ạ. Siêu đẹp luôn. Một cái em áo mà dòng thương hiệu chuyên sản xuất dòng gốp, mã V41, vai 46, bụng 52 và dài 76, giá 400. Mã V42 ạ, anh em chú ơi. Cái này thì nó có một con áo dài tay. Em lên luôn, siêu chất luôn. Dành cho những chú mà thích kiểu là họa tiết hoa hòe, hoa sói, họa tiết mà nó độc lạ đây. Đó, anh em chú thấy không? Rất là chất chơi nhá, dành cho những chú mà thích kiểu phong cách hầm hố này, thích phong cách mà họa tiết. Đó, chất vải là chất vải lụa các anh em chú ơi, một em áo của Hàn. Siêu đẹp luôn, áo dài tay nhá. Mã V42, vai 48, bụng 57 và dài 78. Vai 48, bụng 57 và dài 78. Con này thì nó họa tiết giống kiểu là những cái họa tiết của Versace các anh em chú ạ. Đó, nó sẽ may cái họa tiết đối xứng như thế này. Rất là đẹp luôn, nó đối xứng từng đến từng mm luôn. Và phía đằng sau của nó này, anh chú ơi, đó, nó có một cái hình tròn ở giữa lưng. Đây ạ, nó sẽ là đối xứng nhé, trên dưới cực kỳ đẹp luôn. Con này thì siêu chất, rất là ăn chơi ấy. Mã V42 ạ. Vai 48, bụng 57 và dài 76. À, 78 á. Vai 48, bụng 57 và dài 78. Mã V42. Chất lụa các anh chú nhá. Chất lụa, một em áo của Hàn. Đây, phía bên mặt trong của nó đấy ạ. Là mặt lụa nhá. Phía bên ngoài này này thì nó kiểu cái bề mặt của nó sẽ giống như là nhung luôn. Đó. Con này là của Hàn. Đây các anh chú ạ. Vạt của nó sẽ là hơi lượn tô một tí này. Mã V42. Vai 48, bụng 57 và dài 78 á. Giá 450.000. Siêu chất. Trông rất là ăn chơi. Mã V43. Em lên một em áo hiệu Uniqlo. Vai 54, bụng 59 và dài 73. Vai 54, bụng 59 và dài 73 các anh em chú ạ. Nền của nó sẽ là màu đỏ đô này, sẽ có họa tiết màu trắng nhá. Kiểu dáng rất là màu sắc thì nó chỉ có hai tông màu như thế thôi. Và nó sẽ thiết kế là vạt ngang và sẽ có xẻ hai bên của Uniqlo ạ. Cổ nó thiết kế cổ vuông, chất 100% cotton, cực kỳ thoáng mát anh em chú ạ. 100% cotton con này nhá. Mã V43. Vai 54, bụng 59 và dài 73. Vai 54, bụng 59 và dài 73. Với những con áo này các anh em chú mình mặc có thể là mặc kiểu dáng oversize, vai tầm 50 là mình đã mặc rất là ok đấy ạ. Mã V43 này. Vai 54, bụng 59 và dài 73, vạt ngang sẽ có xẻ hai bên ạ. Giá 300.000 cho em ạ. Mã V44, một em áo hiệu Simple Line. Một em áo hiệu Simple Line màu cực kỳ đẹp luôn, chất lụa các anh em chú ơi. Con này thì là hàng của Nhật các anh em chú ạ. Mã V44. Vai 52, bụng 61 và dài 77. Vai 52, bụng 61 và dài 77 các anh em chú nhá. Cổ của nó sẽ là các anh em chú có thể cài lên này hoặc để cổ V. Chất lụa với tông màu là màu rêu ghi. Cực kỳ là đẹp luôn. Đó, các anh em chú ơi, nó kiểu là họa tiết là những cái hình ấy, những cái hình. Đó. Sẽ có những điểm nhấn là những cái tông màu vàng nữa. Áo sẽ thiết kế có túi ngực này. Con này là chất lụa nhá. Mã V44. Vai 52, bụng 61 và dài 77. Một em áo hiệu Simple Line, vạt của nó sẽ là vạt ngang ạ. Cực kỳ chất luôn, tông màu siêu đẹp. Em này có giá là 380.000. Mã V44. Vai 52, bụng 61 và dài 77 ạ. Giá là 380.000. Mã V45, một em áo hiệu Zara. Chất siêu đẹp luôn, màu đen này, sẽ có đường chỉ may màu trắng ấy, rất nổi bật luôn. Đó, dáng regular fit. Mã V43, vai 54, bụng 65 và dài 80. Vai 54, bụng 65 và dài 80. Các anh chú ơi, những con này các anh chú mà cỡ khoảng tầm 95 cân nhá. 90 95 cân mình vẫn mắc vừa. Áo sẽ thiết kế có túi ngực này các anh chú ơi, và những cái đường chỉ may của nó đây, nó sẽ may đường chỉ nổi màu trắng kem. Rất là đẹp và chất vải của nó là 100% cotton, siêu mát luôn. Vạt là vạt ngang như thế này. Một phong cách rất là phóng khoáng, khỏe khoắn dành cho những chú mà mình thích cái thời trang mà nó gọi là nó kiểu phóng khoáng, nó kiểu không bị bó buộc ấy ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, hiệu Zara. Giá là 350.000. Mã V45. Vai 54, bụng 65 và dài 80. Vạt ngang đây nha chú ạ. Mặc con này lên thì vừa sang vừa trẻ, rất là đẹp. Mà kiểu dáng độc lạ. Mã V45, vai 54, bụng 65 và dài 80 ạ, giá 350.000. Tiếp theo em lên mã V46 ạ. Vai 50, bụng 60 và dài 77 này, một em áo họa tiết, chất siêu đẹp luôn, chất của nó là chất là kiểu lanh ý.
mà màu sắc của nó sẽ là tông màu sắc chủ đạo là màu xanh, nền thì màu xanh xanh biển này, và sẽ có họa tiết đây màu xanh. Những cái tông màu này nó rất là mát mắt anh em chú ạ, siêu đẹp luôn. Mã V46, vai 50, bụng 60 và dài 77, vạt ngang anh em chú nhá. Vạt ngang và sẽ có xẻ hai bên một em áo của Hàn. Chất nó cực kỳ mát luôn, mát rượi luôn ý ạ. Áo thì không có túi ngực đâu các anh các chú ạ. Với tông màu nó vô cùng mát mắt như thế này và độ mới cao. Mã V46 á, vai 50, bụng 60 và dài 77. Vạt sau thì dài hơn vạt trước một xíu á. Giá 350.000 anh các chú ơi, mát rượi. Mã V46 á, vai 50, bụng 60 và dài 77. Giá 350.000. Em lên mã V47 ạ. Mã V47 các anh các chú ơi. Một em hiệu Burberry nhá. Mã V47 này, dáng slim fit. Vai 46, bụng 52 và dài 73. Nó màu là màu hồng nhạt đấy các anh em chú, hồng phấn ý. Mặc rất là đẹp cho những anh em chú công sở đây. Anh em chú quan sát giúp em cái phần đây ạ. Cái vải của nó, cái bề mặt vải của nó ấy, kiểu nó dệt này, rất là kỳ công luôn. Những cái áo này á, nếu mà hàng thương hiệu bình thường nó đã đắt rồi, chưa nói là cái hàng thương hiệu đắt đỏ, cái hàng thương hiệu là hiệu VIP như thế này. Áo sẽ thiết kế có một túi ngực anh em chú nhá. Đó, con này đây, Burberry. Hàng của Nhật các anh chú ạ. Rất là đẹp luôn, chất vải là 100% cotton. Đây ạ. Anh chú quan sát cái bề mặt vải nó này, vô cùng đẹp và xịn sò luôn. Mã V47. Vai 46, bụng 52 và dài 73. Và phía đằng sau của nó nhá, nó sẽ may có hai cái đường chiết chiết eo ấy. Đấy, phù hợp với các anh chú mình mặc công sở, mình đóng thùng sơ vin đấy ạ. Em này sẽ có giá là 600.000 anh chú ạ. Mã V47. Vai 46, bụng 52 và dài 73. Giá là 600.000. Vạt của nó hơi lượn một xíu thôi các anh em chú ạ. Mã V47, vai 46, bụng 52 và dài 73, phù hợp với những chú mà mình đi làm công sở này, mình thích hàng hiệu đây. Chất của nó siêu đỉnh luôn các anh em chú ạ, chất đẹp lắm. Cổ của nó thì rất là mới, sạch sẽ vô cùng. Đó, chất đẹp thực sự luôn ý các anh em chú ạ. Mã V47, vai 46, bụng 52 và dài 73, giá 600 nhá. Em lên mã V48 á. Vai 46, bụng 54 và dài 70. Vai 48, bụng 5, vai 46, bụng 54 và dài 70 các anh chú ạ. Con này thì nó là một em áo của Nhật, một em áo của Nhật. Chất vải vô cùng thoáng mát luôn. Và cái tông màu của nó thì nó nhẹ nhàng các anh chú. Tông màu thì là màu vàng kem này, rồi màu nâu và với lại màu ghi nhá. Màu nó rất là dễ mặc luôn. Mã V48, vai 46, bụng 54 và dài 70 ạ. Chất vải cực kỳ thoáng mát, em thực sự là cái chất vải này em không thể tả, là kiểu nó là kiểu vải lụa, kiểu nó là kiểu vải lụa ấy các anh chú ạ. Áo sẽ thiết kế có túi ngực nhá, tông màu vô cùng đẹp như thế này, rất là kiểu nhã nhặn. Mã V48, vai 46, bụng 54 và dài 70, giá 300 ạ. Em lên mã V49 này, một em áo hiệu Millet. Con này thì nó siêu đẹp luôn các anh chú ạ, rất là trẻ trung. Mã V49, vai 46, bụng 53 và dài 76. Vai 46, bụng 53 và dài 76 nhá. Nền của nó sẽ là màu rêu này và sẽ có kẻ đây, kẻ xanh, kẻ cam, kẻ trắng các anh chú ạ. Sẽ thiết kế có một túi ngực. Đó. Con này thì đẹp là cực kỳ luôn. Này, cái phần này nó là tác cái phần tác da của nó này, da thật luôn các anh chú nhá. Con này là tác da thật luôn đấy ạ. Và tất cả các cúc của nó đều có tên thương hiệu, màu rất là đẹp. Con này mặc lên thì siêu trắng da, siêu tôn da luôn đấy các anh chú ạ. Và chất vải của nó vô cùng mát mẻ. Đó, mặc con này lên thì nó form dáng nó rất là trẻ và sang nữa. Trẻ mà lại sang ạ. Mã V49, vai 46, bụng 53 và dài 76 các anh chú ạ. Vai 46, bụng 53 và dài 76, giá 400.000. Màu đẹp lắm mà chất vải của nó vô cùng mát nhá, 100% cotton. Mã V49, vai 46, bụng 53 và dài 76, giá 400 ạ. Và em thay lên mã cuối cùng của ngày hôm nay. Mã V50, vai 51, bụng 55 và dài 76. Vai 51, bụng 55 và dài 76 các anh chú ạ. Một em áo mà kẻ ngang nhá, nó sẽ là các tông màu này, màu ghi xanh này, rồi màu xanh than. Áo sẽ thiết kế có túi ngực ạ. Các cúc của nó thì đều là cúc gỗ các anh chú ạ. Cực kỳ xịn luôn. Tác của Nhật đấy ạ. Có một cúc phụ đi kèm. Con này cái chất vải của nó thì là kiểu chất vải đũi. Đó, mình thấy cái chất nó hơi co giãn nhẹ nhưng mà thật ra nó là kiểu chất đũi nhá. Màu rất là sang và đẹp đúng không ạ? Phù hợp với những chú mà mình thích cái phong cách sang trọng, lịch sự đấy ạ. Mã V50, vai 51, bụng 55 và dài 76, vạt sau thì dài hơn vạt trước một xíu các anh chú ạ. Em này sẽ có giá là 300.000. Màu siêu đẹp luôn.
Đó, như vậy là ngày hôm nay em Thanh đã lên tất cả 50 sản phẩm áo sơ mi siêu VIP, có áo họa tiết Hawaii này, rồi có áo sơ mi công sở với rất là nhiều thương hiệu xịn sò đúng không ạ? Anh em chú mình cần đặt hàng thì vui lòng liên hệ với em Thanh qua số điện thoại hoặc Zalo 0832 625789, em Thanh tư vấn và gửi hàng cho mọi người. Em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video của em và hẹn gặp lại các quý khách hàng ở những video tiếp theo ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.